Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Do Sonesi sẽ bước vào thị trường chuyển nhượng mùa hè với nhiều khó khăn. Án phạt từ UEFA do vi phạm luật công bằng tài chính rất có thể sẽ khiến họ không thể vung tiền mua sắm rầm rộ như hai mùa giải gần đây. Do đó, giám đốc thể thao Leonardo đang cảm thấy rất đau đầu và nhiều khả năng ông sẽ chấp nhận bán đi nhiều trụ cột vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng để đưa về những gương mặt mới, nhất là khi AC Milan đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé tham dự UEFA Champions League. Theo Gazzetta dello Sport, ngoài Ricardo Montolivo, José Mauri và Andrea Bertolacchi không được gia hạn hợp đồng, sẽ có ít nhất 7 gương mặt đang đứng trước nguy cơ bị đưa vào danh sách thanh lý. Người đầu tiên là Andrea Conti. Trở lại sau chấn thương, những đóng góp của cựu sao Atalanta vẫn rất khiêm tốn và không thể cạnh tranh với David Calabria ở hành lang cánh phải. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong cơn túng quẫn, AC Milan sang Trung Quốc săn tiền đạo huấn luyện viên có thể đến rồi đi nhưng AC Milan là mãi mãi. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Matteo Musacchio cũng sẽ được xem xét. Trung vệ người Argentina đã sát cánh cùng Alessio Manoli trong phần lớn các trận đấu của AC Milan ở mùa giải này. Tuy nhiên, anh có một khuyết điểm rất lớn, đó là không quyết đoán. Mattia Cazzara đã trở lại và cựu cầu thủ Villarreal chỉ còn một tháng để chứng minh khả năng của mình. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Nơi tuyến giữa, Thiemo Bakayoko bất ngờ có tên trong danh sách đen. Cầu thủ người Pháp đã có sự lột xác ngoạn mục khi được xếp đá ở trung tâm hàng tiền vệ. Thế nhưng, anh lại chơi thất vọng khi phải chơi lệch sang phải. AC Milan đang gặp khó khăn về tài chính và việc phải bỏ ra 35 triệu euro để kích hoạt điều khoản mua đứt từ Chelsea cũng sẽ khiến họ phải suy nghĩ. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tương lai của Hakan Çalhanoğlu cũng đang bị đặt dấu hỏi. Tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thi đấu tròn vai khi mất đi đối tác ăn ý Giacomo Bonaventura, nếu không muốn nói là dưới mức trung bình. Lucas Biglia là cái tên tiếp theo. Tuổi tác đã cao và quá trình gia hạn hợp đồng đang gặp bế tắc là nguyên nhân chính khiến anh phải ra đi trong mùa hè này. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vở danh Kessié đang để lại ấn tượng trong những trận đấu gần đây. Thiếu vắng tiền vệ người bờ biển Nga, tuyến giữa của AC Milan cũng không còn sự cơ động. Tuy nhiên, mâu thuẫn với Lucas Biglia ở trận derby với Inter Milan cũng là điểm trừ trong mắt Leonardo và Paolo Maldini. Cái tên cuối cùng chính là Suso. Tiền đạo người Tây Ban Nha đang có dấu hiệu sa sút trong thời gian qua. Quá trình đàm phán về bản hợp đồng mới cũng đang rơi vào bế tắc khi anh yêu cầu mức lương 5 triệu euro mỗi mùa. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên nếu Suso cũng phải rời San Siro. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phía trước AC Milan vẫn còn ít nhất 7 trận đấu trên mọi đấu trường. Sau đó, ban lãnh đạo của Jose Sonesi sẽ đánh giá từng gương mặt để quyết định tương lai của họ. Không loại trừ khả năng sẽ có một cuộc thanh trừng hàng loạt tại San Siro vào mùa hè sắp tới.